Commodore Cross Z New World là movie spin-off diễn ra sau sự kiện trong series chính. Thế giới được tái thiết lập cùng với một trái đất khác để tạo nên một nơi mà tất cả mọi người đều hệ sống dậy. Trừ Sento lẫn Banjo, còn lại tất cả mọi người đều đã có cuộc sống mới. Họ chẳng nhớ gì về trận chiến cùng với Eivor cũng như sự tái thiết lập thế giới này. Bill cũng như Banjo hiện đang ở trong một nhà kho cũng khá chật hẹp. Họ phải duy trì cuộc sống của mình bằng cách đưa cho Banjo bán những phát minh nhảm nhí Sento tạo ra, những thứ mà có thể chuyển hóa con người. Nhưng ở đây, Commodore không cần phải tồn tại. Thế giới yên bình là một điều gì đó quá xa xỉ trong thế giới của Bill. Tấm Banjo Box màu trắng đã trồi ra một sinh vật, đó là một chất lỏng hóa thân thành Sento. Sau đó hắn chuyển hóa thành một kẻ trên TV. Hắn ta tự gọi mình là Q-Bot, kẻ hết sức thân thiết với Eivor và muốn tìm Eivor để trả thù, tìm chất kịch độc vào người Sento và bỏ mặc anh. May mắn là có duy nhất Bottle để giải độc. Bill nhanh chóng gọi điện cho Banjo vì nghĩ hắn sẽ đến tìm anh, kẻ mang trong người DNA của Eivor. Bằng tất cả những kiến thức của mình, họ đã hồi sinh thành công Eivor. Đó là cách duy nhất để giúp Banjo có thể đánh bại được tên Q-Bot với chiếc Bottle mới do Bill tạo ra, Muscle Galaxy, thứ có thể giúp cho Eivor cũng như Cross-Z hợp lại là một để tạo nên Rider tối thượng, Cross-Eivor. Trận chiến căng thẳng, Eivor thì phản bội nhóm Sento và quay về phe của Q-Bot, nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn, giúp cho Hazard trong người Banjo được đẩy cao để anh hoàn thiện sức mạnh và kết hợp với anh để tạo ra hình dạng tối thượng. Tạo hình của nó là sự hòa trộn hoàn hảo giữa Color Crosset cũng như Eivor, với những biểu tượng thiên văn trên người. Tông màu chủ đạo là đen, trắng cũng như màu xanh dương đặc trưng Color Crosset. Gương mặt được tổng hợp từ phần mặt rồng của Rosset và những chi tiết cũng như phần mắt đặc trưng của Eivor. Đây là một trong những rider đẹp nhất được tạo ra trong thế giới của Color Bill. Hình dạng này mình đánh giá cực cao, có lẽ chỉ sau mỗi hình dạng của Color Gree Perfect Kingdom sẽ diễn ra vào spin-off sau mà thôi. Về sức mạnh cơ bản của form này là không phải bàn cãi khi nó đánh ngang với Q-Bot, một kẻ có thể áp đảo hoàn toàn Eivor ở phase 1 mà không tốn bất kỳ giọt mồ hôi nào. Trong chiến đấu bình thường, anh thể hiện sức mạnh vô song ra những đòn đánh có khả năng bắn ra những tia điện khi va chạm với Q-Bot, cũng như khả năng bay lượn từ sức mạnh của Ragon và sức mạnh lỗ đen của Eivor. Và thật sự, sức mạnh của anh chỉ được kích hoạt khi niềm tin của anh cũng như sử dụng những đòn tấn công tất sát mới thật sự bộc phát hoàn toàn tiềm năng của hình dạng Cross-Z Eivor. Là Bottle có sức mạnh liên quan tới duy nhất form nên nó cũng sẽ có những câu nói liên quan tới từng phần trên cơ thể. Với Cross Eivor, Cross Side lẫn Eivor Side, sức mạnh tổng hợp từ cả hai. Với phần của Cross-Z, anh sẽ tấn công bằng một con rồng giống như tất cả những hình dạng trước, nhưng lần này sẽ sử dụng đơn giản hơn bằng một cú long lực tạo ra con rồng tấn công hất tung cái hù lên cao. Sức mạnh của Eivor giúp anh điều khiển lỗ đen vũ trụ tấn công cái hù và dịch chuyển tới nơi khác để tấn công liên hoàn chúng. Và khi tập hợp sức mạnh của cả hai, đòn tất sát thật sự mang tên Muscle Galaxy Finish. Anh lao lên bầu trời để thực hiện cú Rider Kick sau khi va chạm với Coral Q-Bot. Hai bản thể Eivor và Cross-Z sẽ tách ra hai bên, tạo một cú kích với ba Rider dán vào người hắn. Với những câu nói châm biếm từ Eivor, quyết tâm của Cross-Z để đả bại tên người ngoài hành tinh Q-Bot một lần và mãi mãi.